Làm thế nào để sử dụng cái ứng dụng Zoom ở trên máy tính một cách thành thạo, một cách chi tiết để có thể hội họp cũng như là bàn những cái công việc trong những cái buổi meeting của công ty hay là với đối tác? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này, Tân sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn sẽ sử dụng cái ứng dụng Zoom ứng dụng để họp trực tuyến cũng như là giảng dạy đào tạo hoặc là kết nối công việc trong cái thời đại hiện nay. Một cái ứng dụng rất là mạnh và rất là phổ biến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực đào tạo cũng như là những người làm ở trong cái công ty, tổ chức, tập đoàn có những cái cuộc hội họp thường xuyên thì họ sẽ sử dụng Zoom rất là nhiều. Và Zoom đã bùng nổ từ cái giai đoạn mà dịch Covid, rất nhiều người ở nhà làm việc nên là sẽ làm việc thông qua Zoom và Zoom là một cái công cụ mà rất phổ biến hiện nay. Ok, để không làm mất thời gian thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính. Thì tại cái trang chủ của Zoom là zoom.us, các bạn sẽ download cái phần mềm ứng dụng Zoom về. Tại Zoom, các bạn truy cập vào zoom.us support duyệt download, các bạn sẽ tự động download cái phần mềm này về ha. Tân đã download về và cài rồi thì nó nằm sẵn trên đây. Rồi, bây giờ sẽ đi vào trực tiếp để hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng như thế nào. Thì với cái phần mềm Zoom này, nó sẽ có hai chức năng khi bạn mới bắt đầu vào là tham gia cái cuộc họp. Là khi bạn bấm tham gia thì bạn sẽ nhập cái ID và cái pass của cái bên tổ chức cuộc họp, hoặc có thể là không cần nhập cái pass, chỉ cần nhập cái ID là bạn có thể vào được rồi. Có một hình thức khác là bạn sẽ bấm vào cái đường link được tạo ra trong cái quá trình mà cái bên đối tác của bạn hay là trong cái lớp học đó họ tổ chức lớp thì sẽ có cái đường link là để gia nhập vào. Các bạn chỉ cần bấm đường link đó thì bạn sẽ vào Zoom thôi. Rồi cái tham gia cuộc họp như tôi nói các bạn là các bạn sẽ nhập cái ID vào đây. Cái tên các bạn sẽ đánh vào đây. Thì tùy thuộc vào cái nội quy của cái lớp đó như thế nào hay là nội quy của buổi meeting nó như thế nào mà bạn sẽ đặt cái tên cho dễ hình dung, cho dễ nhận ra. Còn nếu cái buổi họp đó hay là cái lớp đó có rất ít thành viên thì bạn cứ để cái tên thật của bạn cho nó dễ dàng để nhận ra các kiểu. Và lưu ý là nên để avatar mặt của mình để cái người chủ trì cuộc họp á, người ta có thể nhận ra bạn và biết bạn là ai để dễ trong cái quá trình mà trao đổi với nhau. Rồi, bạn nhập ID cuộc họp vào. Rồi, sau đó bạn sẽ ghi nhớ tên và bấm tham gia là xong. Còn cái phần hai cái phần này nè là không kết nối âm thanh với tắt video á, là nó sẽ không cho truy cập vào cái micro ở trên cái máy tính của bạn và truy cập vào camera ở trên máy tính của bạn để có thể là ghi hình hoặc là cho bạn nói chuyện với lại cái cuộc meeting đó. Thì ở đây các bạn không nên tắt hai cái này nha, các bạn để mở nha, các bạn nên mở check 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 hai cái này đi yên đó, đừng có check vô để cho cái việc mà sử dụng Zoom của mình trở nên thuận tiện. Lúc mà bạn vô bạn không bị cái quá trình mà mò mẫm rồi bị lỗi sao cái kiểu rất là mệt mỏi. Ok chưa? Rồi, ở đây thì Tân sẽ là đăng nhập và Tân sẽ là tạo một cái cuộc họp mới và trong đó sẽ có những tính năng gì Tân sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Rồi, đăng nhập. Rồi chúng ta sẽ đánh cái địa chỉ email mà mật khẩu chúng ta đã đăng nhập vào Zoom. Ok, đó, Tân đã đăng nhập vào cái ứng dụng Zoom rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các cái tính năng chính của nó cũng như cái menu của nó như thế nào. Thì ở đây, Tân đã đăng nhập và có avatar của mình sẵn đây ha. Rồi, Tân sẽ nói sơ qua là bốn cái chức năng chính là cuộc họp mới là bạn sẽ tạo ra một cái cuộc họp Zoom mới ở đây. Rồi, hai á, là bạn tham gia. Tham gia thì giống như hồi nãy, bạn sẽ tham gia vào một cái cuộc họp Zoom đã có sẵn, người khác tổ chức. Bạn chỉ cần nhập cái ID hay bấm vào cái đường link thôi. Tiếp theo là bạn lên lịch là một cái cuộc họp nào đó mà bạn đã lên lịch từ trước thì bạn sẽ set up ở đây. Thì đến ngày đến giờ đó thì nó sẽ lên cái cuộc họp
cho các bạn để bạn có thể sử dụng. Chia sẻ màn hình là bạn share cái quyền mà thấy được cái màn hình, giống như là Tân đang quay phim màn hình nè, Tân chia sẻ cho bạn thì bạn thấy toàn cái màn hình của Tân đang chia sẻ. Thì cái phần chia sẻ màn hình này á, thì nó cũng cho bạn thấy được cái màn hình của bên bạn, những cái người trong cái cuộc họp Zoom nó thấy được cái màn hình bên bạn, và bạn sẽ trình bày cái slide nào đó hoặc cái tài liệu hay cái hình ảnh nào đó để cho cái người bên kia người ta có thể thấy, và bạn có thể là hướng dẫn, dẫn giải, chỉ dẫn cho họ cái những cái thông tin trong đó như thế nào. Ok ha. Rồi. Bây giờ sẽ đi tới cái phần mà những cái bên trên đây. Trở lại hay là chuyển đến cái này là giống undo redo ha, không nói ha. Tìm kiếm là muốn tìm kiếm thông tin gì thì nhập vào đây. Rồi màn hình chính là cái màn hình dashboard ở đây. Rồi phần trò chuyện là phần nhắn tin. Phần nhắn tin trò chuyện với nhau. Rồi cuộc họp. Cuộc họp của tôi là cái này là cái ID mà cái cuộc họp của bạn mà sẽ tạo ra, nó có ID sẵn như thế này nè. Muốn tạo thì bấm bắt đầu thôi. Rồi liên hệ là cái danh bạ mà bạn đã liên hệ ha. Đó, những người mà bạn đã liên hệ, bạn đã lưu lại thì nó sẽ nằm trên đây hết. Rồi, ứng dụng là những cái ứng dụng của bên thứ ba, nó bổ trợ thêm cho Zoom để làm cho Zoom trở nên tốt hơn nếu bạn có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên á, thì với một cái nhu cầu bình thường á, thì bạn không cần sử dụng những cái ứng dụng nhà này làm gì hết ha. Nó cũng không đóng cái vai trò quan trọng trong việc bạn sử dụng Zoom đâu. Tuy nhiên thì một số các cái tổ chức hoặc là một số cái đơn vị mà nó chuyên sâu hay là chuyên nghiệp, họ cần một số cái tính năng này, họ có thể là apply để ứng dụng này kết hợp với Zoom cho cái quá trình mà meeting diễn ra thuận lợi hơn. Rồi cuối cùng là cái bảng trắng. Bảng trắng là cái phần cái bạn vẽ vẽ lên trên cái bảng để bạn bạn giống bạn nhảy dạy á, bạn làm mẫu bạn nhảy dạy á. Thì ở đây có rất nhiều cái loại bảng để cho các bạn là lựa chọn, đó là mẫu ha, hoặc bạn có thể là tạo cái bảng trắng, bạn làm mới luôn đó, tạo cái bảng trắng thì bạn có thể là vẽ lên cái bảng mới rồi sau đó bạn trình bày trên cái bảng đó. Nếu mà nói cái công cụ này nó giống công cụ gì thì Tân nghĩ nó giống cái Google Jamboard. Thì Tân cũng đã có cái video hướng dẫn về cái Google Jamboard này, bạn có thể là tìm hiểu thêm bằng cách là search cái Google Jamboard, hướng dẫn sử dụng Google Jamboard trên cái kênh YouTube Tân Nguyễn Bất À, Tân Nguyễn Marketing của mình. Ok. Rồi, ở đây. Đây là một cái bảng trắng. Đó, thì bạn có thể là vẽ. Ha. Rồi, hình thù gì đó. Rồi, chữ. Đó. Đó, đây là những cái tính năng trong cái menu. Toàn bộ là những tính năng rất là căn bản ha. Tính năng rất là căn bản. Xóa, sửa, hình mẫu rất là đơn giản. Thì sau đó bạn bạn xong á, thì bạn bấm chia sẻ, thì bạn sẽ chia sẻ trong cái cuộc họp của người xem đó, rất là đơn giản thôi ha. Rồi cuối cùng ở bên đây đó chính là cái phần mà thiết lập cài đặt, thiết lập những cái căn bản của bạn ha, đang hoạt động ở xa hay đừng làm phiền, đó là cái chế độ hiển thị ha, rồi hồ sơ của tôi, thử các tính năng hàng đầu, trợ giúp kiểm tra cập nhật. Mấy cái phần bên dưới này á, là mấy cái phần mà hỗ trợ của Zoom, chứ nó không có đóng vai trò gì quan trọng. Khi mà bạn có vấn đề gì bạn mới cần sự hỗ trợ của Zoom thôi, còn hồ sơ cá nhân thì nó thông tin cá nhân của bạn thôi, không có gì hết. Thì ở đây quan trọng là cái phần mà cài đặt. Phần cài đặt thì nó sẽ cho bạn cài đặt những cái thông số liên quan tới cái ứng dụng Zoom này. Thì trong cái thông số đó thì nó sẽ có cái phần chung nè, phần video nè, phần âm thanh nè, chia sẻ màn hình nè, trò chuyện nè, Zoom app nè, hình nền, bạn có thể chọn hình nền nào cũng được nha. Đó, để cho nó đẹp, thay vì là cái hình nền phía sau của bạn không được đẹp, nó không được đẹp như vậy thì các bạn có thể chọn cái này. Đó, thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, đang ghi là ghi nó cho phép bạn ghi lại cái cuộc họp đó vào một cái file và bạn có thể coi lại cái file đó ha. Thì đây là những cái tính năng của bạn, nếu bạn muốn bật mở tính năng nào thì bạn có thể đọc tiếng Việt và bạn check vào tính năng đó. Rồi hồ sơ, bạn muốn chỉnh sửa hồ sơ thì ở đây, còn nâng cấp lên tài khoản chuyên nghiệp thì bạn sẽ tốn phí nha. Đây giá các bạn có thể thấy nè, 500 người, 1.000 người, bao nhiêu tiền đó, bạn có thể thấy miễn phí ha, miễn phí của phần mềm Zoom. Rồi bạn có thể tự tìm hiểu thêm nếu mà cái nhu cầu sử dụng của bạn cao,
Còn nếu một cái nhu cầu mà nó gói gọn ở trong cái đơn vị quy mô nhỏ hoặc là trong cái lớp nhỏ thì bạn không cần phải nâng cấp đâu. Tuy nhiên thì nó có một cái yếu điểm là với cái phần mềm Zoom này, nó chỉ cho các bạn miễn phí xài trong 40 phút, và sau 40 phút bạn phải tạo lại một cái Zoom mới và bạn sẽ nghe nhập vào cái cuộc họp mới để bạn có thể tiếp tục trao đổi, chứ nó không có diễn ra liên tục và thường xuyên ha. Rồi, số liệu thống kê, phím tắt bàn phím đó, thì bạn có thể là chỉnh những cái thông số ở đây, nhưng mà với Tân thì Tân sẽ lưu ý cho bạn chỉ chỉnh hai thông số thôi. Đó là bên phần âm thanh, bạn kiểm tra âm thanh đó, micro bạn chọn micro nào, rồi có nghe tốt hay không, kiểm tra phần âm thanh, rồi với là kiểm tra phần video là được rồi. Thì bạn không nhất thiết phải xử lý hết mấy cái này đâu, mấy cái này bạn để mặc định hết đi, không sao hết. Rồi, còn cái phần chung thì cũng như là tao nói, nó cũng có những cái thông số mà bạn muốn chỉnh sáng tối như thế nào, rồi những cái cơ bản thôi, bạn cứ giữ nguyên, bạn không cần phải chỉnh các thông số này làm gì hết, nó phiền nha bạn ha. Đó, đó kéo lên kéo xuống cho thành điều hướng, nó có cái gì đó chỉnh thành điều hướng là thành trên cùng á. Rồi, quay trở ra cho thành trắng. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. À, bạn trắng đây nè. À, thanh điều hướng là thanh này nè. Đó, thanh điều hướng là cái này nha. Ok. Cài đặt giống nãy Tân nói. Rồi, thiết lập ghi chú thì chỉ là những ghi chú nhỏ bạn muốn thiết lập thôi. Ví dụ như là tối nay họp. Rồi, luôn. Thì nó sẽ hiển thị cái ghi chú để cho cái người mà tham gia trong Zoom á, người ta thấy cái giống như trạng thái á, trạng thái tính năng của bạn, giống như bạn ngày xưa bạn xài Yahoo á, nó có trạng thái tính năng á, là đang bận hay là đang online hay là cái gì đó chờ trong giây lát cái kiểu, thì ở đây nó có cái tính năng này thì nó để thông báo cho biết thôi. Rồi thiết lập vị trí là việc là từ văn phòng hay là từ xa hay như thế nào đó, bạn có thể là chọn ở đây để cho người ta thấy thôi chứ không có vấn đề gì hết. Ok rồi, cái cài đặt thì nãy Tân nói rồi ha. Rồi mấy cái này là mấy cái mà tính năng về trạng thái, cái này là có nghĩa là cái này về cảm xúc, cực trạng thái cảm xúc, còn cái này là trạng thái cảm xúc và thông báo, còn cái này là trạng thái thực tế nó đang như thế nào, thì cho người ta thấy như thế này ha, như là đừng làm phiền để cho thấy à không làm phiền, còn đây đang online cái hoạt động được. Rồi hồ sơ của tôi thì những cái thông tin căn bản của bạn thôi, rồi dưới đây như tôi nói là nó cũng không có hết. Rồi ok, rồi bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong cái việc mà thiết lập một cái cuộc họp mới và coi những cái tính năng bên trong nó như thế nào để bạn có thể sử dụng ha. Rồi bấm là thiết lập cuộc họp mới. Ok rồi, nó vô cái cuộc họp mới rồi. Rồi bạn sẽ tham gia với âm thanh máy tính luôn ha. Ok, tham gia. Rồi, đây là một cái cuộc họp mà Tân vừa tạo ra, có một mình Tân thôi, không có ai hết. Thì bên trong đây nó có những cái tính năng này để cho bạn có thể là hiểu và bạn có thể sử dụng. Cái phần xem thì chúng ta sẽ thêm về người nói thư viện là sống động hay cái gì đó. Ví dụ như lớp 5 người thôi. Cái chế độ hiển thị á, đó, chế độ hiển thị á. Ví dụ như là Tân Tân đây đúng không, giống trong lớp học nè, bạn đó em mình ngồi nói chuyện nhìn rất là vui ha, nhìn rất là vui. Vô trong thư viện, dựng thư viện rồi. À, trong trong thư viện thì phải có nhiều người nó mới hiện lên như vậy được, còn không thì nó chỉ hiện người nói trước, còn mấy cái người nghe thì nó sẽ nằm phía trên đây, bạn thấy này, cái mô hình nè. Còn không thư viện thì giống nhau, tất cả những người nói người nghe nó đều giống nhau, hiện cái mặt lên hết luôn. Rồi sống động thì như nãy tôi nói nó sẽ tạo cái khung hội trường nhìn rất là đẹp ha. Rồi học về chế độ toàn màn hình thì thấy toàn hết màn hình luôn, full màn hình luôn đó, bấm escape thì nó sẽ ra lại. Rồi ẩn khung hình bản thân thì cái lúc bạn nói chuyện á thì nó sẽ ẩn cái khung của bạn hoặc là ẩn người tham gia không có video, thì ai mà không bật cam lên thì nó sẽ ẩn ngay đây. Đó là những cái mà bạn hiểu ở trên đây ha.
Rồi, tiếp theo cái phần mà âm thanh với là dừng video nè. Nghĩa là bạn 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 đang trong cái cuộc meeting á, đang trong cái cuộc Zoom á, bạn bấm tắt tiếng thì bạn nói cái người ta sẽ không nghe được. Đó, tắt tiếng thôi. Nó không nghe được ha. Tại vì đang ghi âm bằng cái phần mềm khác nên tắt tiếng nó hiện nè. Đó. Rồi, bây giờ tắt video sẽ không thấy hình bạn nữa. Đó. Không thấy nữa ha. Đó. Ok, vẫn đang nói chuyện nhưng mà không thấy đó. Đó là những cái tính năng. Thì bên trong nó sẽ có những cái lựa chọn nhỏ cho các bạn ha, giống như chọn nền ảo là cái hồi nãy mà nghe hình cây cầu á, thì bộ lọc video là nó về cái filter á, kiểu như vậy. Rồi âm thanh nó cũng có những cái phần mà lựa chọn ha, dùng cái loại âm thanh nào, micro AirPods hay là âm thanh của MacBook hay là âm thanh nhóm như hệ thống các kiểu đó, bạn có thể lựa chọn ở đây. Thì trong cái phần cài đặt nó cũng có đủ những cái tính năng này rồi, bạn có thể thiết lập trong đó. Ok chưa? Ha. Rồi, tiếp theo nè. Rồi phần bảo mật thì nó sẽ có những cái tính năng liên quan tới cái việc mà bảo mật cái cục meeting này. Ví dụ như là khóa nè, kích hoạt nè, ẩn hình đại diện này kia, thì bạn sẽ nhìn vào cái bảo mật này và bạn mong muốn cái điều gì thì bạn sẽ check vào cái đó. Cái gì là check vào là cho phép nó thực thi, còn không check thì nó không thực thi. Ví dụ khóa cuộc họp thì cái người khác sẽ không tham gia được nữa, như là đóng băng luôn. Ví dụ 10 người đứng đó, người ta có đường link hay là có ID vẫn không vô được luôn, đó là các bạn sẽ khóa. Rồi tắt thì các bạn bấm vô lại là nó sẽ tắt thì thôi ha. Kích hoạt phòng chờ, kích hoạt phòng chờ thì bật phòng chờ lên thì nó ở trong cái phòng chờ người ta chờ mình để tham gia ha. Hoặc là ẩn ảnh đại diện, bấm đây thì ẩn cái ảnh đại diện của bạn trong cái Zoom. Rồi cho phép chia sẻ màn hình nè, bấm đây thì những cái người mà trong cái cuộc họp người ta đều có quyền chia sẻ màn hình hết, còn không thì bạn là chủ trì thì bạn mới có quyền chia sẻ mà thôi, còn cái người tham gia người ta sẽ không được quyền chia sẻ. Còn những các tính năng khác là đổi tên trò chuyện hay bắt đầu video các kiểu á, bạn trắng á, là những người tham gia người ta đều có những cái tính năng này hết ha, đều có những cái tính năng này hết. Rồi ok, rồi tiếp theo đây là quản lý những người tham gia thì nó sẽ liệt kê ở đây. Đang bạn cho ai nói thì bạn có thể là bấm tắt tiếng hay là bỏ tắt tiếng, hoặc là đổi tên hay như thế nào để bạn dễ quản lý ngay chỗ này. Hoặc ở đây là tắt tiếng tất cả luôn. Còn đây là những cái thông tin giống như hồi nãy ha. Bạn có thể là kích hoạt ở ngay chỗ này, hoặc là mời người, bạn bấm vô đây để bạn mời ha, bạn mời từ cái liên hệ trên bảng bạn hoặc mời từ email. Ok ha. Rồi, cái phần bên dưới là cái mật mã cuộc họp này. Nhắm cái mật mã cho ta. Mời xong nhắn mật mã cho ta để ta vô. Ok, đó là cái phần mà bên người tham gia. Rồi, phần trò chuyện là cái phần nhắn tin. Chat á, hai. Ví dụ đây, hai. Đó. Thì các bạn thấy là tin nhắn đây thì có những người ở trong cái group này, ở trong cái cuộc meeting này người ta sẽ nhắn tin được với nhau ở trong đây. Giống như trò chuyện giống như là chat với nhau vậy đó, thì chat trong nhóm vậy. Đó, chat chung với nhau như vậy. Này thì gửi đến mọi người. Hoặc bạn gửi đến ai cụ thể thì bạn cứ a còng giống như là bình thường thôi. Đó, ở bên đây là gửi file ha, gửi file từ Dropbox, gửi file từ OneDrive, gửi file từ Google Drive, rồi từ Box, rồi xe hoặc là từ máy tính của bạn luôn. Thì đây là những cái công cụ mà lưu trữ dữ liệu trên đám mây, còn máy tính của bạn là thì trừ từ máy tính thôi, nó truy cập vô máy tính bạn nó gửi file thôi. Bạn thích gửi file gì bạn gửi. Rồi, đây là hình biểu tượng mặt cười ha, biểu tượng icon. Bạn có thể chọn bất kỳ icon nào để bạn sử dụng. Rồi, đây là những cái mở rộng thêm, ví dụ như lưu cuộc trò chuyện hay là người tham gia trò chuyện với mọi người hay trực tiếp với mọi người như thế nào á, bạn check những thông tin này. Nhưng mà cứ giữ mặc định ha, cứ giữ mặc định. Rồi, tiếp tục là cái ghi. Ghi nghĩa là giống như là ghi lại cái video vậy, ghi lại cái cuộc họp. Thì các bạn sẽ chọn đây để các bạn ghi lại cái cuộc họp. Tương tác phần trò chuyện nha. Rồi, chia sẻ màn hình là cái phần mà bạn sẽ share cái màn hình mà của các bạn hiện tại. À, ví dụ như là đang có màn hình là bạn trắng đồ này kia các kiểu ha, hoặc là mình sẽ chia sẻ cái màn hình ngoài là đang đang ở cái Zoom, ở cái trang web của Zoom thì tôi sẽ bấm chia sẻ đó, thì nó sẽ như thế này. Thì ở bên kia, ở bên cái cuộc họp, tất cả mọi người trong cuộc họp sẽ thấy được cái màn hình này của bạn và bạn sẽ chia sẻ gì trên đây thì bạn chia sẻ. Thay vì bạn mở cái web này thì bạn mở một cái file hình ảnh hay một cái file PowerPoint, bạn có thể là làm tất cả mọi thứ để cho cái người trong cái cuộc họp có thể hiểu những gì,
là bạn đang chia sẻ. Nếu muốn dừng chia sẻ thì bấm dừng chia sẻ thì nó sẽ hết mà thôi. Ok. Rồi tiếp theo là phần ghi, là có nghĩa là ghi lại cái cuộc họp, thì nó record, nó ghi lại cái cuộc họp, giống như là Tân đang quay phim cho các bạn, là cái Tân cũng đang ghi ấy, ha, thì bấm ghi thì nó sẽ ghi. Rồi dừng lại. Rồi ok. Tiếp theo là cái phần phản ứng. Phản ứng là những cái giống kiểu như là giơ tay phát biểu hay là thả tim hay là này kia các kiểu đó, thì giống giống như là mình đưa cái cảm xúc mình vô trong cái cuộc họp, ví dụ thả tim đó, rồi giơ tay phát biểu ý kiến không, hạ tay xuống rồi hình ngạc nhiên hay cái gì đó là biểu tượng cho vui thôi ha, cái biểu tượng này cho vui thôi. Rồi ok. Rồi tiếp tục là ứng dụng, thì ứng dụng như Tân nói thì chúng ta không có sử dụng nhiều, chúng ta cũng không có cần đề cập tới, vì rất ít đơn vị cần những cái việc mà mở rộng những ứng dụng như thế này, tại vì chúng ta sử dụng Zoom chính cho việc họp, trình bày hay là giảng dạy cái kiểu đó, thì đầy đủ tính năng của Zoom để đáp ứng đủ rồi, trừ khi một số cái dịch vụ đặc biệt hay một số công ty nó chuyên chuyên biệt quá thì họ mới có thể là sử dụng những cái ứng dụng bên ngoài để hỗ trợ thêm thôi. Rồi đó, như là Tân nói ha, những ứng dụng những app đó. Rồi bạn tắt đi. Rồi cuối cùng là phần bảng trắng, như Tân nói là cái phần bảng trắng á, là các bạn có thể là vẽ gì trên đó cũng được ha, tạo ra bảng trắng vẽ xong là chia sẻ thôi đó. Đó đó, như là bạn mở mở là mình chia sẻ đó. Đó đó, kiểu như vậy bạn chia sẻ cho người ta thấy, cho ta thấy là được ha. Rồi ok. Rồi tắt ha. Rồi đó, trên đây là những cái tính năng chính của Zoom. Phần ở trên nữa là cái phần những cái menu mà không liên quan nhưng mà gọi là kiểu như menu hỗ trợ, thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm những cái menu nó ở đây. Thì thực tế ra những cái menu hỗ trợ này nó có sẵn ở trong phần cài đặt cũng như là trong những cái menu tính năng rồi, nó chỉ là phân bổ một cái nơi khác để các bạn có thể thấy mà thôi. À, ok chưa? Rồi thì trên đây là tất cả những gì mà bạn cần biết về Zoom, một cái công cụ mà hội họp, meeting cũng như là đào tạo hướng dẫn rất là phổ biến hiện nay và rất nhiều người đang sử dụng nó và đánh giá cao về cái công cụ Zoom này. Bạn thấy cái công cụ Zoom này nó có hay không và nó thực sự hiệu quả cho công việc đối với bạn hay không? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới video để Tân được biết nhé. Nếu video Tân vừa chia sẻ cho các bạn là hay, là bổ ích, là có giá trị thì đừng quên bấm like video và share video để nhiều người được biết đến cái việc sử dụng công cụ này Zoom nhiều hơn. Tại vì thực tế ra có rất nhiều người vẫn đang không biết sử dụng Zoom như thế nào và không hiểu được những tính năng bên trong Zoom ra sao và cần những gì để sử dụng Zoom một cách thành thạo. Đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn tiếp theo của Tân về marketing online, về cách sử dụng marketing online, công cụ marketing online như thế nào, về tư duy, về kiến thức, về chiến lược cũng như là kinh nghiệm trong marketing online của Tân ra sao. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại ở những video hướng dẫn khác.